Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuộc đua nha mọi người. Hiện tại thì để sở hữu được các em đẳng cấp Heroic này thì anh em mình hơi vất vả một chút xíu. Bây giờ chúng ta cần phải vào khu vực list và quýnh 4 trận để có thể lấy được những chiếc tàu màu xanh nha các bạn. Và ở đây tập trước mình đã làm cho các bạn về xem một nhân vật, đó là người bảo vệ rừng. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn các bạn một cái con đẳng cấp là Titan. Titan này là Titan hệ điện nha các bạn. Những con Titan này thì đều được bán giá khá là mắc mỏ luôn. Đây, hai em ha. Rồi, chúng ta còn phải win gọi là 4 trận liên tiếp. Nếu như mà chúng ta không win được 4 trận thì chúng ta sẽ không có vượt qua được cái nhiệm vụ. Ở đây thì Ruti mới vào mình đã gặp phải một cái nhân vật khá là mạnh mẽ luôn. Con này thì các bạn hoàn toàn có thể like được nha. Anh bạn này có cái tên là Ratun. À, con này thì 4.000 đúng không? Và đây sẽ là tiệc chiêu điện nè. Đây, những con Titan này thì rất là thú vị nha các bạn. Khi mà nó mới ra, khi các bạn mua thì nó sẽ ở khu vực West. Các bạn có thể đánh và kiếm được thêm mảnh để có thể nâng sao. Là những cái Orbit á. Khi mà các bạn đủ mảnh thì các bạn sẽ nâng lên được những cái ngôi sao. Và những cái con này nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều luôn. Và bạn nào không thích thì có thể sử dụng Orbit đó để ghép ra thêm nhiều con Titan nữa. Rồi, ở đây thì chúng ta hiện tại đang có thành viên đó là Titan Băng. Mình rất là khoái mấy cái con đẳng cấp là Titan này luôn. Nó có một cái hiệu ứng rất là đặc biệt ở chỗ đó là khi mà chúng ta chiến đấu với bất kỳ ai, bất kỳ đối thủ nào, không quan trọng là tên bạn mạnh hay yếu, chúng ta đều có được một cái bộ giáp để trang bị nha. Rồi, và đây sẽ là sức mạnh của bé trâu. Sau khi mà hai thành viên Titan Điện và Băng lao ra giải quyết đó thì hai thành viên nó ngã ngựa hết rồi. Mình có hai con Titan cũng như là mình đang có được hai cái bộ giáp bảo vệ. Và các bạn thì cũng đều đã biết một điều, đó chính là những em đẳng cấp Heroic là những con người là trùm của cái tựa game này rồi. Nó như là trùm cuối vậy, rất là mạnh luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho anh bạn gọi là Titan Điện nha, hỏi sức thi triển khả năng của mình. Làng điện gọi là chớp chớp đời sáng, nhìn cũng rất là đẹp. Với thành viên này thì có lẽ là hơi bị hổ báo rồi. Anh ấy bật ngay cho mình cái chiêu được đao. Ở đây thì chúng ta vừa win được khoảng 2 trận ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với, chúng ta còn phải win 4 trận nha các bạn. Và Seri, bây giờ thì cứ từ từ mà thông thả nè. Chiêu Lightstar. Và ở đây thì mình đang có đây, cho Titan Điện đi. Mình thực sự mà nói thì mình rất là khoái cái con này luôn á. Nhìn nó rất là đẹp nha mọi người. Một cái màu vàng huyền thoại. Rồi, thành viên tên bạn là Brunei. Tên bạn hiện tại là còn khoảng 6.000 mấy ha. Dứt điểm luôn nào. Bây giờ thì tên bạn hốt lại mình là cái chắc rồi. Rồi, cứ từ từ mà thông thả. Trận này thì mình sẽ mang Titan Băng ra, gọi là băng và lá. Rồi, bộ giáp của mình đã bị phá hủy rồi. Titan Băng được đam và lượng sức mạnh khá là căng luôn nha. Anh ấy đã hạ gục knock out thành viên tên bạn chỉ với 2 nốt nhạc. Bon Mona hay còn gọi là cánh tay khổng lồ đây. Anh bạn này mình hay kêu là thuyền trưởng. Nếu mà may mắn thì bạn này sẽ có được 2 lượt đánh. Và khi mà chiến đấu với chúng ta thì bạn ấy khá là lợi rồi. Rồi, dứt điểm bạn một cách nhẹ nhàng luôn. Khi mà Titan được đam thì mình chắc một điều rằng lượng sát thương của chú ấy sẽ cao trên 20.000. Thành viên này thì... đây. Alex và mình sẽ cho Titan Băng nha các bạn. Hai ngôi sao vàng lấp lánh. Evia. Rồi, đại chiến luôn nè. Mình đã có bộ giáp rồi thì cái lượt đánh đó mặc dù tên bạn đam bao nhiêu lần, giật bao nhiêu phát nhưng mà không thể nào xuyên nổi cái bộ giáp của mình đâu. Victory. Đây có một cái cô nàng khá là xinh đẹp luôn. Tóc dài, áo đỏ.
Rồi, tóc dài áo đỏ cái mỏ xinh xinh. Wow, 5 ngôi sao vàng lấp lánh. What? Thôi ơi, không thể tin vào mắt mình luôn. Team bạn có 2 con các bạn ạ. Và đều là 5 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Căng nhỉ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chơi hết mình nè. Gọi là cháy hết mình với team bạn nào. Wow, mình có bộ giáp cho nên đó là bản sát thương to bao nhiêu mình cũng chả có quan tâm đâu. U cha, 103. Căng dữ luôn á. Và đây là thành viên đến từ team bạn. Trời ơi, nó quýnh mình tắt thở luôn các bạn. Trời ơi, căng dữ. 5 ngôi sao quýnh có khác. Hơn cái bộ giáp mình là mình chấp bạn đam bao nhiêu bạn cũng không thể nào xuyên qua nổi cái giáp của mình đâu. Căng ghê. Và chúng ta vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, bây giờ anh em mình sẽ vào để làm nhiệm vụ mới nha. Ở đây chúng ta sẽ, mình đang lắp 4, mình đang cố gắng leo lên lắp 5. Và chắc có lẽ là mình sẽ hết tập này chắc có thể lên lắp 5 được không nhỉ? Thu vàng. Và điểm coi màu xanh thì chúng ta sẽ để chơi cái sự kiện mấy bên kia nha. Ở đây đó thì vàng của mình và cho một cái con rồng nào đó ăn. Rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lựa một cái em nào đó để cho ăn nha các bạn. Đây. Cho em nào ăn bây giờ. R. Cho đại một con R nào level thấp thấp đi cho nó ăn để nó lên level. Chúng ta vừa làm nhiệm vụ luôn. Ui cha, bé rồng xích đu. Lâu lắm rồi mới gặp lại con này. Ồ, nhưng mà sao nhìn nó nhỏ bé vậy ta? Nếu lấy level 15 chắc có lẽ là nó sẽ phát triển toàn diện, nó bự hơn á. Ui cha, sao nó cũng vậy vậy? Ờ, quên á. Đủ rồi. Mình cứ cho nó ăn hoài là hết tiền, hết thức ăn luôn á. Ôi sao còn cho được nữa nè. 10 trên 6 và bây giờ 9 trên 14. Như vậy là anh em mình là phải chờ khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng gì đó nữa. Anh em mình vào chúng ta thu hoạch thì nó mới cho mình những cái điểm để chơi sự kiện các bạn. Vì nó có quy định về cái khoảng thời gian, giống như là khi mà các bạn thu hoạch vậy đó, thì một khoảng thời gian sau các bạn mới thu hoạch tiếp được. Chứ nó không cho mà làm một lần nó làm luôn. Cây ở cái chỗ đó, nhiệm vụ thì không khó, nhưng mà nó cây ở khoảng thời gian. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho HNT1 đăng ký kênh nha. Và đừng quên mở thông báo hình cái chuông lên nữa, để khi mà HNT ra video hay là live stream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Wow, level 50 luôn. Và lần ra video của mình vẫn như thường lệ, đó chính là 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là hai khung giờ cố định về tựa game Dragon City, thành phố rồng. Các bạn chỉ cần lên YouTube gọi chữ HNT Channel là sẽ xem được những cái tập mới nha. Wow, gọi ở đây thì đội hình team bạn mạnh quá. Mình nãy giờ mình tốn khoảng 3 viên game rồi đó để kiếm một cái đội hình vừa phải để mình đánh, nhưng mà dường như là không ra luôn. Rồi, với cái đội hình này sau một cái hồi gọi là mình nghiên cứu kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ đại chiến với cái bé này. 8.200. À, như vậy thì chắc có lẽ là đây, cho bé này ăn đi. Dimmer của mình dù sao cũng khá là mạnh. Nhưng mà đại chiến với bạn này hơi căng. Thì chiêu đam to nhất của chú là cái chiêu gì vậy? 10.000 hả? What? Oh my god. Tình huống này dường như là không đẹp cho lắm các bạn ơi. Trời ơi. Match chữ A cộng 2 sao và level hiện tại là 38. Chú ấy hơn mình chỉ có 9k máu thôi, nhưng mà quánh kiểu này mình quánh không nổi luôn. Không cầm cự lại được. Mặc dù đã cố gắng hết sức. Lên được. Không cầm cự nổi với đội hình quá mạnh đến từ team bạn. Mặc dù đã cố gắng lựa chọn kỹ lưỡng lắm rồi, nhưng mà mình thật sự mà nói luôn, quá ghê gớm. Cái khiên thì hồi sáng mình xài rồi, cho nên buổi chiều chúng ta không xài được nữa. 24 tiếng hồ thì anh em mình mới xài được có một lần thôi. Rồi, và ở đây thì chúng ta quậy được ở cái chỗ nào nữa nhỉ? Và các bạn ơi, anh em đừng quên cho mình một like ủng hộ với nha. À, cũng như là để khích lệ HNT ra nhiều tập mới cho các bạn xem. Và video đây cũng khá là dài, và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.